Niệm Phật vãng sanh, tôi có thể làm được hay không? Lược giảng Đại Nguyện Di Đà. Tập 3. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Đài Truyền hình Vệ tinh Hoa Tạng, Đài Bắc, Đài Loan. Thời gian ngày 3 tháng 1 năm 2018. Dịch giả Thích Thiện Trang. Giọng đọc Quảng Duy Ngộ. Kính chào chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học. Hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2018. Chúng ta vẫn tiếp tục xem đoạn giảng nghĩa thứ ba. Phần hạnh hai buổi trước, chúng ta đã giảng qua tín và nguyện. Hôm nay chúng ta giảng phần hạnh. Tín, nguyện, hạnh là ba tư lương nhất định không được thiếu của Tịnh Tông. Nếu đầy đủ ba tư lương này thì quyết định được vãng sanh. Cho nên ba tư lương này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Chúng ta cùng xem những khai thị của Tổ sư Đại Đức cho chúng ta. Nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 trong 48 nguyện là nguyện 10 niệm tất vãng sanh. Ngữ khí ở đây vô cùng khẳng định, một chút nghi ngờ đều không có. Văn nguyện như sau: khi tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chí tâm tin ưa, có bao nhiêu thiện căn đều tâm tâm hồi hướng nguyện sanh nước tôi, dù chỉ mười niệm. Nếu không được sanh thì tôi chẳng lấy chánh giác, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Nếu như quý vị nhớ không nổi 48 nguyện, thì quý vị ghi nhớ 5 nguyện mà chúng tôi giảng lần này. Nếu ngay cả 5 nguyện ấy mà còn nhớ không được, thì hy vọng quý vị nhớ được một nguyện này. Ghi nhớ một nguyện này thì cũng có thể thành công. Chư Phật Bồ Tát là người nói lời chân ngữ, lời thật. Quý Ngài không phải là người vọng ngữ. Chúng ta phải tin tưởng, nhất định không có hoài nghi thì đúng rồi. Đây cử ra đoạn tiểu chú này. Cổ đức Tịnh Tông Nhật Bản phán định các kinh. Trong tất cả kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật giảng trong 49 năm, thì bộ kinh nào là chân thật nhất? Đem những bộ kinh so sánh thì chỉ mình kinh Hoa Nghiêm là chân thật. Đem kinh Hoa Nghiêm so sánh cùng với bộ kinh Vô Lượng Thọ này, thì kinh Vô Lượng Thọ này mới là chân thật. Đem kinh Hoa Nghiêm để thấp hơn. Điểm này cực kỳ quan trọng. Chí tâm được giảng là chí thành. Chúng ta xem trở lại phía trước. Đoạn phía trước. Đọc bắt đầu từ đâu? Từ đoạn thứ hai là tốt.
Chí tâm là tâm chí thành, tâm đến cùng tột vậy. Tâm đây vô cùng trừu tượng, giảng làm sao cũng không rõ ràng được. Đến lúc nào quý vị thấy tâm được rồi thì chúc mừng quý vị. Tại sao vậy? Vì quý vị đã thành Phật, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật rồi. Thông thường chúng ta chỉ có khái niệm, tức là tâm khởi tác dụng, tâm có phân biệt, tâm có vọng tưởng. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đó đều là tác dụng của tâm. Còn tâm là thế nào thì nói không ra được. Tâm thì có khả năng khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước mọi thứ. Tâm không có hình tướng. Nó không phải là hiện tượng vật chất, mà cũng không phải là hiện tượng tinh thần. Nên dạng thế nào cũng chẳng có cách gì đem làm cho nó rõ ràng cụ thể được. Phật dạy chúng ta, đặc biệt bên Thiền Tông, yêu cầu chúng ta tìm lại được tâm. Nếu ai nhận thức được tâm, đại địa chẳng có tất đất. Quý vị thấy được chân rồi, tâm ấy làm sao có thể thấy được? Chân thành, chân thành đến tột cùng thì chân tâm hiện tiền. Khởi tâm động niệm của chúng ta là vọng tâm, phân biệt chấp trước là vọng tâm. Những gì quý vị có thể cảm nhận, vọng cảm giác, toàn đều là vọng tâm, chứ không phải là chân tâm. Vọng tâm không khởi thì chân tâm liền hiện tiền. Vì vậy, từ đâu để xem chân tâm? Là từ thiền định. Thiền định tức là nhờ đem vọng tâm buông xuống, nên chân tâm hiện ra. Mục đích là như vậy. Vì thế, định đến tột cùng thì hoát nhiên đại ngộ, đó là chân tâm hiện tiền. Tịnh Độ Tông có phương pháp đó không? Có. Phương pháp thế nào? Là dùng một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu ấy là chân tâm, đem tất cả vọng tưởng tạm niệm bỏ đi. Khiến tâm của quý vị chỉ giữ lại một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thời gian lâu rồi thì ý niệm khác đều không có nữa, chỉ còn có một câu A Di Đà Phật này. Đó là chân tâm hiện tiền. Như vậy thì chúc mừng quý vị, quý vị kiến tánh rồi. Chí tâm này, chúng ta đem đoạn văn đó đọc qua một lần thì liền hiểu được ý nghĩa, là tâm chí thành. Người tu hành như thế nào mới có thể được minh tâm kiến tánh? Mới thấy được Phật, thấy Bồ Tát, thấy thế giới Cực Lạc, là chí thành tâm đến tột cùng thì được. Đây dẫn ra từ sách Kim Quang Minh Kinh Văn Cú. Chí tâm là triệt đáo nguồn tâm, tận cùng thực tế của tâm, nên bảo là chí tâm. Triệt là triệt để, đáo là đạt đến.
giống như người đi xa trở về nhà, ở bên ngoài long đong không nơi nương tựa. Hiện nay có thể về đến nhà xưa thì vui mừng đến cỡ nào. Cho nên nguồn tâm là nguồn gốc của tâm mình. Đây là một câu nói trên Tam Tự Kinh. Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Bổn thiện ở đây tức là nguồn tâm. Nguồn tâm xưa nay vốn là thiện. Tận là tận cùng. Thực tế tức là chân thực tế nói trong kinh này. Đọc hai đoạn này rồi, chúng ta nghĩ rằng không giả. Lời của Phật nói là chân thật. Chân thực tế chúng ta phải tin tưởng. Nên vui mừng. Về ba loại thực tế nói trong kinh này. Loại thứ nhất là chân thực tế. Tin ưa là tin theo pháp đã được nghe. Với sự ưa thích thì lòng tin vui mừng vậy. Thiện căn là thiện của ba nghiệp thân, khẩu, ý. Kiên cố chẳng thể dời đổi. Mà thiện lại có thể sanh ra diệu quả và các điều lành khác. Nên xưng là thiện căn. Chúng ta xem tiếp. Tâm là tâm thuần nhất. Tâm tịnh niệm liên tục vậy. Người niệm Phật, hay người tham thiền, hay người quán tưởng, đều dùng loại tâm ấy. Chữ hồi hướng thì hồi ý nghĩa là xoay chuyển, hướng là hướng đến, là phương hướng, là mục tiêu. Hồi chuyển công đức mình tu mà hướng đến điều mình mong mỏi, vậy gọi là hồi hướng. Trước tiên đem ý nghĩa của danh từ thuật ngữ làm cho rõ ràng. Tiếp theo, dẫn ra từ Vãng Sanh Luận để nói. Quyển thượng của Vãng Sanh Luận chú có giải thích. Thế nào là hồi hướng? Là đem công đức của chính mình thí cho khắp chúng sanh, đều cùng được sanh về cõi an lạc, gặp A-di-đà Như Lai. Chúng ta học Phật, thành tựu của chúng ta không chỉ là thành tựu cho chính mình, mà hy vọng sự thành tựu của chúng ta có thể rộng lớn đến biến pháp giới, hư không giới. Thành tựu của tôi phổ thí cho chúng sanh. Tôi sanh qua thế giới cực lạc. Tôi mang mọi người đi cùng. Chúng ta đều được gặp A-di-đà Phật, đều đến thế giới cực lạc. Đây là ý nghĩa của hai chữ hồi hướng trong nguyện này. Nguyện sanh nước tôi, tức là mục đích, mục tiêu của hồi hướng. Nguyện tôi cùng tất cả chúng sanh đều vãng sanh thế giới cực lạc. Chúng ta sáng tối mỗi ngày đều hồi hướng như vậy. Thay thế cha mẹ sư trưởng, lịch kiếp oán thân trái chủ, cùng tất cả chúng sanh trong biến pháp giới, hư không giới, mà lễ Phật ba lạy, cầu sanh tịnh độ. Từ thay thế tất cả chúng sanh trong biến pháp giới, hư không giới làm hồi hướng sau cùng này,
Đây không phải là tự tư tự lợi, mà đại công vô tư. Tôi vãng sanh, mọi người cùng với tôi vãng sanh. Tôi gặp Phật, mọi người đồng với tôi thấy Phật. Tôi thành Phật, mọi người cũng thành Phật với tôi. Như vậy thì đúng rồi. Tiếp theo giảng đến 10 niệm là như kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy. Đầy đủ 10 niệm. 10 niệm nói đầy đủ ở đây là niệm Phật 10 niệm. Niệm 10 tiếng Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Đầy đủ 10 niệm như vậy. Một câu là một niệm. Niệm 10 câu. Nếu mỗi ngày quý vị không rảnh rỗi để niệm Phật, thì chỉ cần quý vị niệm 10 niệm. Sáng sớm niệm 10 câu, tối niệm 10 câu, cả đời không gián đoạn, cũng có thể vãng sanh. Trong sách Tiên Chú nói, xưng danh 10 lần. Đại sư Vọng Tây nói, trải qua khoảng thời gian 10 niệm, chuyên xưng danh hiệu Phật, tức là 10 niệm, nói được rất rõ ràng. 10 niệm đây tức là xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trải qua khoảng thời gian 6 chữ này, đây là một niệm. Do đó, ý nghĩa thập niệm là tương đồng trên các kinh luận. Dù chỉ 10 niệm, đó là xưng niệm danh hiệu. Thấp nhất chỉ có 10 niệm, cũng được vãng sanh. Câu này quan trọng. 10 câu thì như thế nào? 10 câu thì được vãng sanh. Cho nên nói dù chỉ, nếu có thể niệm nhiều hơn, thì càng nhiều lợi ích tốt lành vậy. Niệm càng nhiều càng tốt. Có người một ngày niệm 10 vạn tiếng. Chúng ta không thể niệm được nhiều như vậy. Mỗi ngày chúng ta niệm 10 niệm. Sáng sớm niệm 10 niệm. Tối niệm 10 niệm. Mỗi ngày đều không thiếu. Dưỡng thành thói quen rồi, theo thời gian thì họ sẽ niệm Phật thôi. Sáng sớm thức dậy, tỉnh dậy, niệm 10 tiếng A Di Đà Phật. Tối trước khi đi ngủ, niệm 10 tiếng A Di Đà Phật. Như vậy là được rồi. Cuối văn nguyện này có một câu: chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tội ngũ nghịch cực nặng, không có tội gì nặng hơn, nên gọi là ngũ nghịch tội. Đó là giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng. Trên kinh nói tội nghiệp của năm loại này nghiêm trọng nhất. Tạo tội nghiệp đó đều đọa địa ngục vô gián. Tội ác vô cùng trái nghịch với đạo lý, nên gọi là nghịch. Do cảm lấy quả khổ ác nghiệp trong địa ngục vô gián, nên còn gọi là nghiệp vô gián. Người phạm tội nghịch này, lúc thân mạng hết rồi, tất phải đọa vào địa ngục vô gián. Thọ mạng của địa ngục vô gián dài bao lâu? Là một đại kiếp. Trong một đại kiếp, chịu khổ không ngừng.
nên gọi là địa ngục vô gián. Khổ thật sự không nói được. Trong Quán Kinh Sớ, Đại sư Thiện Đạo cũng có giải thích, cho rằng ngũ nghịch bán pháp không được vãng sanh. Ý nghĩa là do Phật muốn ngăn ngừa điều ác nên phương tiện nói như thế. Sự thật không phải vậy. Vì sao? Vì Phật từ bi đến tột cùng, trí huệ đức hạnh viên mãn. Chẳng lẽ đạo lý đây thấy chết mà lại không cứu sao? Cách nhìn này, ý tưởng rất tốt, rất khó được. Trong 48 nguyện, ngoại trừ bán pháp ngũ nghịch ra, là vì chướng ngại của họ quá lớn. Chúng sanh nếu tạo vào thẳng A Tỳ, tức là địa ngục A Tỳ, trải qua sự kinh hoàng bao kiếp, không do đâu mà có thể ra được, không thể ra ngoài được. Đức Như Lai sợ chúng sanh tạo hai tội ấy, nên mới nói lời ngăn ngừa, chẳng được vãng sanh. Tuy nhiên không phải là không nhiếp thủ vậy. Nếu lỡ tạo thật rồi thì sao? Phật vẫn độ quý vị, vẫn cứu quý vị. Nhưng dù được vãng sanh thế giới cực lạc, hoa sen trong ao thất bảo chưa nở, hoa khép. Tức là trải qua nhiều kiếp, hoa chưa nở. Phía trước nói một đại kiếp hoa mới nở, không như vãng sanh thông thường. Sanh đến thế giới cực lạc thì hoa nở gặp Phật, là ý nghĩa như vậy. Không phải Phật không độ, không cứu quý vị, mà bởi vì nghiệp chướng của quý vị quá nặng, khiến chướng ngại hoa trong ao thất bảo ở thế giới cực lạc của chính quý vị chưa có thể nở được. Trong đây nói có ba loại chướng. Thứ nhất là không được gặp Phật, không gặp được Bồ Tát, không gặp được những vị A-la-hán. Thứ hai là không được nghe chánh pháp. Thứ ba là không được trải qua các sự cúng dường. Ngoại trừ ba sự việc này, họ không chịu sự thống khổ nào khác. Vậy thì thật ra cũng không tệ rồi. Sách Hợp Tán cũng nói, nói chỉ trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, là đối với căn cơ chưa tạo nghiệp, để ngăn ngừa mà thôi. Nếu đã lỡ phạm rồi, sau đó ăn năn, thì A Di Đà Phật vẫn nhiếp thọ quý vị, một người cũng không bỏ. Ý nghĩa đây là sở dĩ nói là trừ, nhưng thật sự vì để ngăn điều ác ấy, để kẻ chưa tạo ác thì không dám tạo vậy. Ý nghĩa là như vậy. Nếu kẻ đã trót tạo nhưng có thể hồi tâm sám hối niệm Phật thì vẫn nhiếp thủ như cũ, chẳng bỏ sót vậy. Có thể thấy Đại Nguyện Di Đà nhiếp thủ vô tận căn cơ. Lời nói này rất hay. Chúng ta cần ghi nhớ, gặp được pháp môn này thì người người đều được độ.
Không có một ai là không thể vãng sanh. Những kinh luận và chú giải này đã làm chứng minh cho chúng ta. Đại sư Thiện Đạo lại nói, hoằng thệ nhiều cửa 48 nguyện đều khen niệm Phật đường tắc nhất. Ai mà niệm Phật, Phật niệm lại, chuyên tâm nhớ Phật, Phật nhớ ta. Rất thân thiết. Không có gì thân thiết hơn nữa rồi. Phật thân thiết với người. Chúng ta có muốn thân gần Ngài không? Huống chi trong đây lại nói, chỉ có niệm Phật được quan nhiếp, nên biết bổn nguyện thù thắng nhất. Tín, nguyện, niệm Phật. Hy vọng mọi người ghi nhớ chắc chắn. Đại sư Thiện Đạo rút gọn 48 nguyện thành 5 nguyện chân thật. Nếu tiếp tục rút gọn hết cỡ, tức là lại đem đơn giản hóa. Đơn giản đi. Lấy một nguyện có thể đại biểu cho 48 nguyện, thì đó là nguyện thứ 18. Nguyện 18 bao chứa tất cả 48 nguyện ở trong đó rồi. Đại sư Thiện Đạo là A Di Đà Phật tái lai. A Di Đà Phật tái lai. Chứ không phải là đại đức thông thường. Chúng ta không thể không biết điều này. Sách Chân Giải của Nhật Bản nói được rất hay. 48 nguyện tuy rộng, nhưng chỉ quy về nguyện 18. Rất hay. Lại nói, do bởi nguyện này nên chúng sanh được sanh về cõi không có ba đường ác, sẽ chẳng đọa vào đường ác nữa, không đọa lạc vào trong ba ác đạo nữa. Đủ tướng hảo, có sẵn thần thông mà được diệt độ bởi vì nhập vào biển Quang Thọ. Đúng là nguyện này đặc biệt tối thắng vậy. Thật là không có gì thù thắng hơn. Trong sách Tiên Chú lại nói, nên biết rằng trong 48 nguyện thì nguyện này, tức là nguyện thứ 18, lấy nguyện thứ 18, nguyện niệm Phật vãng sanh này mà làm vua trong các bổn nguyện vậy. Nguyện thứ 18 có thể bao hàm đầy đủ 48 nguyện. Nên là vua của 48 nguyện. Đủ tướng hảo, có sẵn thần thông mà được diệt độ, nhập vào biển vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên đây là nguyện đặc biệt thù thắng. Cuối cùng, trong sách Tiên Chú nói, nên biết rằng trong 48 nguyện, lấy nguyện niệm Phật vãng sanh này mà làm vua trong các bổn nguyện vậy. Nguyện thứ 18 là vua của 48 nguyện. Nguyện này thể hiện phương tiện cứu cánh của Di Đà. Nhất thừa nguyện hải, sáu chữ hồng danh, công đức chẳng thể nghĩ bàn. Do danh hiệu tức là thật đức nên âm thanh, danh tự đều là thật tướng vậy.
Đó là hai câu nói cuối cùng trong đây. Đem đạo lý sâu cùng thế nào nói ra cho chúng ta rồi. Danh hiệu tức là thật đức. Đức lớn của tự tánh vốn thật sự đầy đủ viên mãn. Âm thanh, danh tự của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật chính là thật tướng. Không phải hoài nghi. Đấy chính là thật tướng. Không có đạo lý không thành tựu. Vì vậy, chúng ta ở đây niệm Phật. Phật ở thế giới cực lạc biết chúng ta. Quyết định sẽ không bỏ rơi chúng ta. Nên trong đời này, chúng ta có thể gặp được pháp môn này. Gặp được bộ chú giải đây. Gặp được những tổ sư đại đức đem những tin tức báo cáo cho chúng ta. Thì chúng ta được lợi ích quá lớn rồi. Đời này, chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Quyết định được vãng sanh tịnh độ. Vậy thì đúng rồi. Thời gian hôm nay hết rồi. Chúng ta học tập đến đây thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước cực lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Địa chỉ email của dịch giả: thích thiện trang 99 amoc@gmail.com.